Ngủ mơ gì mà làm nhàm vậy hả? Con gái con đứa ngủ mới có thấy gì hôn mà chảy nước miếng luôn. Hôn này kỳ quá à. Thiệt là ghê chứ. Mới gì vậy? Không biết năm nay anh Huy tặng cho em món quà sinh nhật gì nữa. Hai năm trước á thì anh Huy tặng cho em một bộ đồ ngủ rất là sexy. Wow, lãng mạn quá ta. Còn 14 tháng 2 hả? Thì anh tặng cho em một bữa ăn thịnh soạn tại khách sạn 5 sao. 8 tháng 3 thì anh tặng cho em một bộ đồ làm bếp tuyệt đẹp luôn. Còn không biết sinh nhật năm nay anh sẽ tặng cho em cái gì nữa ta? Sinh nhật năm nay á, anh sẽ tặng cho em một đứa con thiệt là tuyệt vời luôn. Hai bà Tám này lúc nào cũng có được. Gì? Làm gì vừa thấy mặt hai tụi tôi mà không nghe như con khỉ vậy? Sao vậy yêu? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì hả? Sao mà không nhớ được? Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ yêu, đúng không? Vậy sao anh không đem gì tặng cho em hết vợ? Em từ từ đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của vợ yêu. Nếu như ngày sinh nhật của vợ yêu mà chồng không nhớ thì làm sao mà được, đúng không? Em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị sẵn một món quà cho em rồi. Nó bự bự, bự như vậy nè. Nhưng mà anh không thể nào mang tới đây được. Miệng lưỡi, nói cái gì cũng được. Giọng của dân sale đó. Cô à, chị nói cho em nghe nè. Cái món quà mà bự như vậy á, chỉ có thể là một con gấu bông. Mà chị thề với em luôn, con gấu bông ở ngoài đường nó bán chỉ có 300 ngàn thôi. Thôi, bây giờ mình đi đi. Anh muốn tặng món quà đó liền cho em nghe bây giờ. Đi. Chị Ly, chị Phương đi với em luôn nha. Đi. Ê, tính tiền đi Huy. Tính tiền anh ơi. Xin lỗi nha, hai người cảm phiền ở đây chút xíu, tụi tôi vô trong ra liền. Đi đâu vậy anh? Bí mật, vô đi, sẽ biết. Vậy hai chị chờ chút xíu nha. Ông này nó kỳ quá. Trời, muốn tặng cái gì hay là muốn mời đi ăn thì làm đại cho rồi. Tự nhiên cái hẹn hò ở đây rồi giờ đem con bỏ chợ là sao? Anh đã nói là bí mật mà, đừng có hỏi nữa. Cầm giùm anh. Bây giờ anh bịt mắt của vợ lại. Khi nào anh ra lệnh, được mở ra mới mở, hiểu chưa? Gì vậy? Bí mật, nhớ là đi từ từ. Căn nhà này là quà sinh nhật anh dành cho em đó.
chịu nổi á. Nhưng mà nhà này mắc lắm, làm sao mà anh có đủ tiền mua vậy? Nếu như không đủ tiền mua làm sao mình có thể đứng ở đây được. Em nhớ là hồi trước anh nói với em á, phải mấy năm nữa mới đủ tiền mua nhà mà. Thì vậy mới hay chứ. Anh nói thiệt với em biết đi, tiền đâu mà ra dữ vậy? Thật ra là vậy nè. Thật ra thì chú cho anh mượn để trả trước ngân hàng 40%. Số tiền còn thiếu lại thì anh sẽ trả góp hàng tháng cho ngân hàng. Còn tiền của chú thì chú nói với anh là khi nào có thì trả lại cũng được. Với lại anh có tiền thưởng 2 năm của công ty mà. Vậy mà anh giấu em rồi nha. Nhưng mà dù sao thì chồng em cũng giỏi quá đi. Anh nè, chú cho anh mượn tiền á, Thiếm có biết không vậy? Chú nói với anh á là không được cho Thiếm biết. Chú anh làm việc tốt cũng phải giấu Thiếm nữa hả? Tại vì Thiếm không thích chú anh giúp anh nữa. Thiếm nói với chú á là anh đã đủ lông đủ cánh rồi, anh có thể tự do bay nhảy. Nhưng mà dù sao thì anh cũng thật sự cảm ơn Thiếm nhiều lắm. Bây giờ Thiếm đã cưu mang anh trong suốt thời gian còn nhỏ, không có cha cũng không có mẹ nữa. Nhưng mà em thấy chú Thiếm á là vợ chồng của nhau mà còn phải giấu nhau nhiều chuyện như vậy, em không có thích. Nhưng mà anh á nha, không được bắt chước chú đó, không có được giấu em chuyện gì đâu á. Được rồi. Được rồi, anh hứa được chưa? Công nhận hay chồng mình lên hình đăng ảnh thiệt á. Chứ sao, trai tài gái sắc mà. Anh ơi, quay. Cái gì vậy? Có điện thoại. Chị Ly gọi. Em để chị Phương chị đi đứng dưới chờ nãy giờ lắm, vui mất tiêu quá. Thì em nghe đi. Alo, em nghe nè chị Ly. Phương nó gọi một cái là chị xuất hiện ngay lập tức. Chờ em nãy giờ. Chị Ly ơi, em xin lỗi chị nha. Chị Phương chị Ly lên đây liền đi. Số nhà 4 lô B nha chị. Chị nhanh lên đi, em có cái này hay lắm chị cho chị nè. Nhiều chuyện dễ sợ. Từ hồi nào tới giờ có ai bị chết vì mỏi chân đâu. Còn anh nè, anh sắp chết vì bị làm phiền đây nè. Thôi mà. Chị Phương, chị Ly. Xin lỗi. Xin quá cho chị Ly coi đi. Vô đây, chị Phương, chị Ly. Wow. Hai chị nhìn nè, hai chị thấy nhà em đẹp không? Ừ. Đầy đủ hết trơn á, không có thiếu một thứ gì hết đó. Nè, vô đây. Wow, la la. Xin quá. Đương nhiên là phải xin rồi. Nè,
Tôi nói bạn nghe, cái phòng em bé của Thu á hả, là không chỉ để một em bé được làm nguyên cái vườn trẻ mini được luôn á. Coi tất cả những gì nó bày nè. Em á hả, còn định xin nhiều hơn cái vườn trẻ mini nữa đó. Em xin tới chừng nào em hết sức xin thôi. Trời ơi. Ờ, phải rồi, xin đi. Xong rồi hả, ở nhà nuôi con mập ú vậy nè, suốt ngày chờ chồng về. Không dám đâu. Nè, thì có sức thì cứ sanh đi, sanh 10 đứa à, hay là 12 đứa làm đội banh á, đá banh ở ngoài sân vườn cho nó vui. Mày thôi đi, mày làm cho nó ham đó. Phải cho nó biết là cuộc đời